giả đang đến với chương trình Trai Đẹp Vào Bếp. Và ngày hôm nay chị ơi, chị rất là sang trọng. Em cũng đông kém. Em là kiểu cái bèo nhưng mà có nhiều nhân. Hôm nay chị thấy em có màu đỏ nè. Màu đỏ chứng tỏ rất vui. Không có vô vần luôn á. Vui mà chị. Ngày hôm nay chàng trai nào sẽ bước vào ngôi nhà hương vị đây? Mẹ ơi, cho chúng con biết thông tin nào. Năm tháng ấy vì một người thích màu xanh, anh đã đem lòng mình yêu cả bầu trời. Năm tháng ấy vì một người thích mưa rơi, anh đã đem lòng yêu những cơn sóng những sắc cầu vồng. À mẹ ơi, thực sự thì khi mà mẹ cho chúng con nghe ca khúc này thì không còn lời gì để nói cả. Nghe giọng là đã biết ai rồi mẹ. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không mời anh vô đi. Xin mời anh ca sĩ đẹp trai của ngày hôm nay, chàng trai Châu Ngọc Hiếu. Dạ chào anh. Rồi anh. Xin chào tất cả mọi người. Mình xin giới thiệu, mình là Châu Ngọc Hiếu, mình là ca sĩ ạ. Nhưng mà anh Hiếu ơi, trên tay anh đang cầm hai cái gì ta? Quà của tụi em đúng không? Hôm nay Hiếu sẽ đem quà để tặng cho hai cô gái và sẽ nấu cho hai bạn một món rất là ngon. Em chọn này nha, tại có cái trái tim màu đỏ nó trong cái áo thôi, của em. Em lấy cái này. Rồi, tặng em. Dạ. Nhưng mà hai cái nguyên liệu mà để nấu món ăn là tụi em đã cầm trên tay rồi. Bây giờ mà anh muốn lấy lại cũng hơi khó rồi nha. À, có nghĩa là đây là nguyên liệu để mà anh nấu hả? À, đúng rồi. Rồi anh Hiếu à, anh đã từng coi qua chương trình này chưa? Mình giao lưu một tí xíu đi. Hiếu cũng đã xem qua vài tập của chương trình, cũng có mấy người bạn cùng ngành á. Vào có thì hai bạn ca sĩ tới chặt đây. Chém. Đâu, nói gì vậy? Tụi em có chặt chém bao giờ? Tụi em chém chưa? Tại tụi em muốn rèn luyện cái thể chất của tụi anh thôi. Đúng rồi. Tụi em muốn chặt chém ai bao giờ? Tụi em hiền lắm. Rồi, chơi. Chơi. Ủa, nhưng mà khoan đã. Anh đem cái nguyên liệu này đến, nhưng mà anh nấu món gì vậy ta? Hôm nay Hiếu sẽ nấu một cái món sườn non rau mật ong. Wow, anh ơi, nhưng mà có cà chua, có dưa leo ăn kèm đúng không anh? Nhưng mà thôi, em thấy cái giỏ này đẹp là được rồi. Dễ thương. Chị, tối nay mà mình anh nấu ăn cho mình xong, hai chị mình xách cái giỏ đi đi chơi. Xong rồi được. Rồi, nhưng mà anh ơi, bây giờ muốn mà lấy được nguyên liệu để mà nấu thì anh phải tham gia một thử thách. Nếu như mà anh thắng, anh được lấy 100% nguyên liệu. Nhưng mà nếu anh thua, được lấy 50% thôi. Hy vọng là hai bạn xinh đẹp như vậy thì sẽ... Ở đây mà càng định là càng thua. Thôi dạ. Nói như là kiểu anh thắng anh được hát hết bài, thua hát có nửa bài thôi, kiểu vậy á. Chơi mà chơi không, nhưng mà thấy anh nhẹ quá, mình coi một cái kiểu như là giọng mạnh hát lên. Giọng hát của anh nó quá kiểu là mình... ấm và nó quá chơi đó. Đó thà vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên dành cho anh Châu Ngọc Hiếu. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử bị thách ồn quá chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên. Hai bạn có biết trò chơi cướp cờ hồi nhỏ không ta? Biết nha. Biết. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi được mang tên cướp cục vàng. Cục mấy hả? Đó, cục vàng nè. Cưng quá à, đấu dễ thương quá. Rất là đơn giản thôi, thì hai bạn sẽ đứng ở hai vạch xuất phát ở đây. Và hai bạn sẽ chạy lên làm sao cướp được cái cục vàng này đi về cái vị trí đầu tiên. Nếu như người đối phương không đụng tới mình thì mình sẽ không có thua, hiểu chưa? Rồi, nếu mà bị đụng là thua, không bị đụng không? Là thua. Em thích cục vàng đi quá hả? Dễ mà, đơn giản như trò chơi cúp cờ ngày xưa thôi vậy. Đúng đó rồi. Rồi bây giờ bé Lan qua bên này, anh dạ. Hiếu bên kia. Bây giờ round 1 xin được phép bắt đầu. Đây là không đụng trời rất nha. Lậu kìa, đụng nhau á. Chạy vô đây mà, chạy vô đây mà đó, đúng rồi. Về rồi, mua đây lại đi. Ăn gian kìa. Thì không... tại vì anh đứng thôi chi. Chơi không có chỉ trỏ, đầu đốc nha. Bắt đầu. Ủa anh chơi chưa? Chơi rồi đó. Em chơi chưa? Đó. Anh chưa chơi hả? Em đi dạo. Rồi, tỷ số bây giờ là 1-1 nha. Ok. Round 3, thử phát bắt đầu.
Chị mới kỳ á, chơi để tao đụng đầu. Rồi, chưa luôn á. Ủa vậy hả? Chưa luôn gì hết á. Ủa? Thôi ra mày không tính nha. Đúng rồi, nãy tại đó em chưa kêu bắt đầu, là kêu bắt đầu chơi mới được. Giờ này có kêu chơi vô nữa. Rồi lại giùm em đi. 1, 2, 3, bắt đầu. 1, 2, 3. Anh không có đường chạy ra ngoài này nha, phải chạy thẳng. Chạy ra có tính kia. Không? Cái chạy ra này có tính không luôn? Chạy ra này không tính. Chạy vòng ra kia mà. Chạy từ từ thôi. Chạy kia này không tính. Chạy không biết được chạy ra vậy. Đúng rồi. Chạy thẳng á, anh hiểu không? Chạy thẳng á, tôi chạy xéo ra vậy không có tính. Nha. Ra 4 được phép bắt đầu. Ôi. Anh nhanh quá, anh từ từ chậm lại. Rau 5 xin được phép bắt đầu. 1 2. Cái gì anh bấu em vậy? Anh bấu em thiếu động rồi nha. Cái gì anh bấu em chi vậy? Ủa chị có thấy đụng em không? Cái gì anh cản chị lại? Nhưng mà chị có thấy đụng em không? Không thấy. Ủa vậy là em thắng rồi. Mà tự nhiên anh cản chị lại. Ủa vậy hả? Đang chơi mà. Vậy là phần thắng nghiêng về bé Lan là 3-1. Bây giờ chúng ta sẽ chơi round cuối cùng. Rồi anh nhớ là em đếm tới 3. Lấy, lấy nhanh, lấy nhanh quá, lấy nhanh quá là lấy rồi Lan lấy rồi chứ anh đâu có lấy đâu. Thì đó, cái Lan nó thắng đó. Bắt đầu. 1 2. Ủa? Chưa, em chưa đếm 3 nha. Chưa nha. 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 3. Ủa là gì vậy? Anh ơi, vậy là... Anh đụng em rồi. Anh đụng em rồi. Anh đụng. Tâm tại ăn gian quá. Cái kết quả nó đã quá thuyết phục rồi. Bé Lan thắng 4-1 với một người đàn ông lực lượng như vậy mà bé Lan có thể thắng được. Bé Lan rất là giỏi luôn. Vậy hay giờ, quá. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nấu ăn của anh Châu Ngọc Hiếu. Đã thua rồi, tụi em sẽ lấy 50% nguyên liệu của anh. Thì bây giờ tụi em xin phép lấy cái này. Ủa lấy cái đó là anh làm cái gì em? Ủa? Ủa hơi ác, hơi ác với anh hả? Hơi ác quá. Thôi giỡn thôi. Chứ món này có gì đâu lấy. Để giờ lấy rau củ thì kỳ quá. Lấy mật ong đi. À đúng rồi, lấy mật ong đi. Xương ra mật ong mà đúng không? Lấy trước mật ong. Thôi chơi xong rồi cho anh mật ong để nấu. Ừ. Được không ạ? Nếu mà em lấy luôn là... lấy mật ong thì anh tham gia thử thách nữa. À, ok. Ok liền. Nhưng mà nhớ dễ dãi nha, nếu tại vì thiếu mật ong là không có ngon đâu. Không sao, rồi bây giờ đầu tiên anh giới thiệu nguyên liệu đi, để khán giả biết là cái món này mình có nguyên liệu nào. Món sườn non ra mật ong thì trước hết là mình phải có sườn, hành tím, dạ, ớt, cà chua, dưa leo và xà lách. Cái này để ăn kèm thôi gì? Vâng, mình ăn kèm thôi, mà quan trọng là mình phải có mật ong nữa. Còn cái này là nước màu để cho mình khi mình ram á, à, bỏ vào thì cái vị nó sẽ có cái màu đẹp hơn. À, chắc màu dừa thơm. Rồi, rồi bây giờ mình làm gì, làm gì trước anh? Bây giờ mình sẽ cắt nhỏ hành và đúng rồi. À mình sắc này hai bạn phụ với Hiếu ha. Dạ không, anh làm. Ok. Ủa anh Hiếu nhà anh có hay nấu ăn không? Hiếu ở một mình cho nên là Hiếu cũng vậy là học thân hay hả? Nấu ăn. Và... nhưng mà nhìn cái cách sắc hành rồi đập hành ra là rất là chuyên nghiệp, là biết nấu ăn rồi. Độc thân nha. Bà chị em cũng độc thân khá lâu á. Anh Hiếu nghĩ như thế nào về chị Ngọc Xuyên hả? Xuyên là một người rất dễ thương. Dễ thương. Và hay ăn hiếp các bạn chơi. Ủa, anh ơi, nếu mà nói về hay ăn hiếp thì là con nhỏ em nó ăn hiếp nhiều hơn. Rồi. Em phiền lắm. Em bỏ sườn vô đây. Rồi. Sau đó em bỏ phân nửa nước màu vào. Mình ướp. Phân nửa nước màu vào ướp hả anh? Ừ. Mình sẽ cho hạt nêm. Hạt nêm. À hạt nêm bên đây. Có mật thư của mẹ. Mẹ đọc được dòng trạng thái tấm hồ vì môi trường. What? Ủa? Trời ơi. Ủa anh ơi, tấm hồ mà vì môi trường là sao anh? Là sao anh? Oh, no. Nếu em nghĩ tấm hồ là nếu mà bước xuống mình tắm á là mình sẽ kiểu mà dơ xong rồi mình mới xuống tắm.
mà mình dơ vậy là sẽ kiểu mà bị nước cũng em không bị em dơ. Vẫn chưa hiểu cái vì môi trường, ví dụ giả sử như là mình nhặt rác vì môi trường nè, mình bảo vệ cây xanh vì môi trường nè, hoặc là mình sẽ xử lý những cái rác thải ở dưới hồ nước hay những cái sông rồi nè, thì đó đúng là vì môi trường. Mình tắm hồ gì liên quan gì bị môi trường à? Đi thấy cái hồ đó cũng mấy ngày rồi cho thay nước á, thiếu xuống tắm luôn cho người ta thay luôn. Cho nên là cái nước nó sẽ sạch. Có nghĩa là cái hồ nó dơ sẵn rồi. Ủa, nhưng mà cho em hỏi là cái hồ nó đã dơ như vậy, nhưng mà sao anh ghen anh xuống tắm, anh không có sợ là mình bị... Tại yêu thấy chưa ai chịu thay nước hết, cho nên lỡ mình xuống tắm cho nó dơ thêm, để cho người ta thấy dơ người ta thay. Vậy là góp phần nhờ anh mà dơ thêm. Wow. Cho nên là cái hồ đó nó mới được sạch sẽ. Cũng là vì môi trường anh ha. Rồi, cái đó giờ bây giờ mình phi đúng không ạ? Phi đúng bây giờ không? Mình sẽ phi cái này lên. Đây, có cái chảo cho anh. Mình sẽ cho một ít nước để cho thịt nó mềm á. Nó kẹo kẹo lại. Chút xíu ạ. Thôi ít nước ạ. Thôi. Cho anh nước. Nấu mà tụi em cứ cạn. Không phải, em thấy cái một ít nước của anh nó cũng không hẳn là một ít nước. Rồi bây giờ mình sẽ cho lửa nhỏ lại. Đây là một trong những cái món mà đơn giản mà anh biết nấu hả? Ừ. Có phần thương của mẹ rồi. Cô gái phía sau là ai hả Hiếu? Trời đất ơi. Đâu ạ? Cái đó là phải cô gái đâu. Cái là ai vậy? Cái là đồ Hiếu ơi, Hiếu treo đó mà. Treo sao đứng chống nạnh nữa? Treo đồ. Đồ treo. Cho em hỏi là cô gái đó là ai mà anh giấu họ hay là anh... Cái đó không phải là cô gái, cái đó là... Không, là cái đồ Hiếu treo á. Nếu như đồ thì làm sao chống nạnh được? Đúng rồi, đồ mà chống nạnh. Cái đó phải chống nạnh đâu. Chứ đó là cái gì? Đó là cái quần. Cái quần. Cái quần. Là sao? Cái quần Hiếu treo đó mà. Nhưng mà trong cái tấm hình này nha, điểm nổi bật không phải là cô gái đâu. Body. Mà là cái six pack kìa. Six pack. Trời ơi, giờ được tiếng Anh chuẩn như vậy. Sáu múi đó. Quá dữ luôn. Giờ còn anh? Nó gom lại rồi. Gom lại thành một hả? Nó gom lại thành cái dạo này một. Thời buổi giống như là con trai ta thích gom muối lại. Tại Hiếu thấy các bạn nữ hay thích có mỡ có thịt xíu á, giống như cái món này. Dạ không. Bây giờ trong lúc mình chờ cái này cho nó chín, nó chín thì mình chờ một cái thử thách nữa để mình lấy mật ong đúng không? Chơi chứ, nếu mà không chơi thì làm sao ra cái món sườn ngâm. Giờ anh có chơi hay không chơi thì cũng phải chơi. Bây giờ bị ép rồi cho nên phải chơi thôi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng với ca sĩ Châu Ngọc Hiếu đến với thử thách thứ 2. Bây giờ em đủ bất ngờ rồi ạ. À. Mới vừa tóc. Dễ thương. Hai người có hai cái đầu tóc rất là dễ thương. Cảm ơn. Chính vì vậy mà một cái thử thách này mang một cái tên rất là dễ thương luôn. Tên gì? Thử thách này được mang tên là đào quăng đầu quéo. Đúng. Đó, có cái vạch vớt hai người bước vào vị trí. Và em chỉ cần đó, phất tay một cái, hai người bắt đầu quăng cái đầu tóc của mình. Ai quăng xa, người đó sẽ là người chiến thắng. Rồi và hai người bước vào vị trí của mình. Lượt đầu tiên, 2, 3. Ủa gì vậy chị Si? Chị làm gì vậy? Chị quăng rồi đó. Chị cầm, mời chị cầm cái đầu của mình lại. Quan trọng quá giờ, em quăng bảy giờ đau đầu. Anh bỗng nhìn chị Trang Giang á chị Si. 1, 2, 3. Quăng. Với lượt đầu tiên thì em muốn nhắc lại cái trò chơi là chúng ta quăng qua bên này chứ không phải là quăng ngược lại chị Xuyên nha. Nếu mà đá banh thì chị đang phản lưới nhà đó, chị hiểu không? Lần này không tính luôn ạ. À? Không ạ. Được rồi. Dạ. Tính chứ. Cái lượt này là chị thua mà không được cãi luôn á, chị hiểu không? Nha. Rồi bây giờ tới lượt thứ hai nha. 1, 2, 3. Wow. Trời, anh Hiếu à. Mời anh Hiếu à. 2, 3. Này á thì anh Hiếu xa hơn chị Xuyên, nhưng mà anh đã phạm luật bởi vì anh té anh nằm lên vạch đất, cho nên là cái lượt này tính cho chị Xuyên anh không Hiếu nha. Có té nha, mình đứng đàng hoàng, mặc dù mình quăng không được xa, mình quăng lên nhưng mà mình cũng không được chạm mất. Vâng. Nha. Rồi. Rồi chị thắng đúng không, là một đều. Đúng rồi, một đều. Anh Hiếu sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Wow, khá xa nha, đơn giản. Mời chị Xuyên à. 1, 2, 3.
Wow, với cú đột phá của chị Xuyên, chị đã xoay xoay một vòng mà. Và cái đầu của chị nó vẫn là khá gần mặt đích nha chị nha. Bây giờ lần cuối em muốn chơi như thế này: đổi cái đầu nhỏ ở trong, đổi cái đầu lớn ở ngoài. Ai mà quăng một lúc kiểu hai đầu mà sai nhất người đó thắng. Rồi, chơi luôn. Mời chị Xuyên làm trước. Anh trước. Rồi, anh Hiếu trước. Một, hai, ba. Trời ơi. Rồi. Tới chị nha chị Xuyên. Một, hai, ba. Chị, mình vừa đạp cái mức lạng giang nè, mình vừa xoay vòng tròn tạo nét, nhưng mà cũng không có tiếng chuyện bay. Mai người về vị trí của mình. Với những lần đầu quăng đầu quéo, anh Hiếu thắng hoàn toàn. Em biết anh rất cố gắng để lấy được mật ong đúng không? Rồi, vậy thì với phần thắng của anh Hiếu sẽ được lấy mật ong để tiếp tục cái phần nấu món ăn sườn non ram mật ong của mình. Bây giờ nó cũng rất hơi kẹo kẹo nè. Đó, mật ong của anh nè, tương ớt nè. Rồi, bây giờ mình cho vô là được rồi đúng không anh? Cái cuối cùng là mình cho mật ong vào và tương ớt. Rồi. Thì nó sẽ ra cái món sườn non ram mật ong nha. Em thích ăn cái món gì mà có mật ong. Em cũng vậy, đặc biệt là ăn pizza. Có mật ong là trời ơi, tuyệt vời. Với lại những cái món sườn này ram này bỏ mật ong vô nó có cái vị ngọt, ngon, không có như thơm. Đường. Nó thơm. Mà nó làm cho thịt nó mềm nữa. Đó là và... mật ong cũng rất là tốt cho sức khỏe nữa. Mình trộn đều lên là nó sẽ chín rồi. Hấp dẫn ha. Bây giờ mình... Có mật thư của mẹ. Mẹ đọc được dòng trạng thái của Hiếu. Ôi, muốn cưới vợ mà vàng lên giá quá. Thôi đành khi nào vàng xuống giá mới cưới vợ. Trời ơi. Ủa Hiếu ơi, bác nghĩ chắc con ở vậy luôn rồi đó. Chứ vàng khó xuống giá lắm con ạ. Anh ơi, cưới vợ mà phải tùy vào giá vàng á anh. Anh ơi, cưới là cưới chứ. Sao mình vậy? Sợ gì? Sao tự nhiên anh im lặng, anh cười không nói được gì hết trơn á. Sao vậy? Có nghĩa là anh rất mong chờ vàng xuống giá, nhưng mà bấy lâu nay vì vàng chưa xuống cho nên là số mình chưa lấy vợ cũng... Thôi em nghĩ vậy nè, cái cuộc sống duyên của mình mà, mình đừng có dựa vô giá vàng anh nè. Nó khó lắm anh hiểu không? Lỡ khi mình gặp đúng người đi đúng không? Bây giờ anh ông cưới, lỡ khi sau này vàng nó không bao giờ xuống, mình mất cái người đó không tiếc sao đúng không? Người ta nói là một túp liều chanh hai quả tim vàng mà. Đâu có cần là vàng. Trời ơi, xong ở đây chị có sao? Thể nói được cái câu này hay quá vậy. Triết lý đúng không? Triết lý. Thôi ra món đi, em sợ cái triết lý của chị. Ok ok. Bây giờ mình ra món đi anh ha. Rồi. Và bây giờ món sườn non ram mật ong đã hoàn thành. À, thơm quá. Đói bụng lắm rồi. Chần chờ gì nữa, chúng ta cùng nhau thưởng thức thôi. Mời hai em ăn thử nha. Dạ, đây, tụi em xin phép được nếm cái sườn đó. Vừa ăn không có bị quá mặn. Có vị mật ong hả? Có vị mật ong, cay cay, thơm thơm. Ủa, anh Hiếu, cho em hỏi là cái hình mẫu người vợ lý tưởng của anh sau này là như thế nào? Do cái duyên á, gặp đâu thì mình có thể thương đó vậy. Nhưng mà có tùy vào giá vàng nữa không ạ? Cái đó là Hiếu đăng cho vui thôi, chứ thật ra là giá vàng nó mắc thiệt. Anh có quan niệm là sau này vợ anh phải là một người nấu ăn thật là giỏi không? Hay là hai vợ chồng vẫn có thể phụ giúp nhau được? Hiếu cũng mong là sẽ có một người vợ biết nấu ăn. Thì để hàng ngày mọi người cùng ăn chung bữa cơm gia đình thì nó sẽ vui hơn. Nếu giả sử như mà vợ anh mà không biết nấu ăn thì sao? Có thể mình tập nấu cho nhau cũng được. Thì anh bán vàng cho vợ đi học đúng không anh? Nói chung là hy vọng là anh sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Còn nếu anh tìm không được thì luôn luôn có ba chị em ở đây. Đến này. Nói chung ngày hôm nay cảm ơn anh đã đến với Trai Đẹp Vào Bếp. Vâng, mời anh. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn anh Châu Ngọc Hiếu ngày hôm nay đã dành thời gian đến với ngôi nhà của tụi em và mang một cái món ăn nó khá là bình dân, gần gũi nhưng mà rất là ngon. Và chúc cho anh công việc sẽ càng ngày càng thành công hơn nè.
khán giả biết đến anh sẽ nhiều hơn và sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Dạ. Lúc đó anh chỉ cần gửi thiệp thì em chắc chắn sẽ đến. Dạ. Dạ. Một tấm lời chanh hai quả tim vàng nha anh. Vâng, cảm ơn anh. Và kính thưa quý vị khán giả, thời lượng phát sóng chương trình Trai Đẹp Và Bếp cũng đã hết rồi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.